Nhưng mà mình muốn đánh một mẻ cá lớn. Đi thêm khoảng 2 lý nữa, tròn đi thích hợp, rồi chúng ta thả lưới. Mày có chắc không vậy? Chắc chắn. Ê, có tôm hùm không? Có chứ. Cá ngừ đại dương? Chắc chắn rồi. Yeah. Đừng để ngón rồi. Vô bánh, vô bánh. Thả lưới. Lẹ lẹ lên. Nhanh tay, nhanh tay. Sao vậy? Không biết. Khởi động lại máy coi. Không được. Chuyện gì vậy? Tao biết nữa. Rồi coi. Mày ra sau kiểm tra hầm máy đi. Biển ơi, thả lưới tiếp không? Chờ chút. Ủa, có nhập sinh giả không vậy? Trả cái đầu mày. Ơi, sao rồi? Thả lưới không? Thả lưới tiếp. Ok. Để tao lái cho. Thôi 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 thôi. Ra phụ một người đi, tao lái cho. Nhanh tay lên. Nước vậy mà nhiều cá. Tàu lao. Mày tin thằng Biển đi. Nó có ông Tư mà. Lần này về chắc chắn tao qua bên ông Tư học một lớp nhìn trời nhìn nước. Thôi, tranh thủ làm rồi về. Nhanh tay lên. Làm gì vậy mày? Sao hôm nay tắm sớm vậy? Giỡn quá. Ê, ê. Ê, tao không có giỡn nha. Mạnh. Mạnh. Đi đâu vậy lên. Bấm lấy. Cái nó vô, cái nó vô. Mạnh. Mạnh ơi, mạnh, mạnh. Mạnh. Mạnh ơi. Mày sao không mạnh? Mạnh. Có sao không, có sao không? Mày có sao không mạnh? Có sao không? Sao mạnh? Lần nữa. Mày sao hả? Nữa. Lần nữa. Nói nào? Ai? Nữa. Nó vừa kéo chừng tao. Mày đi sao mày mạnh? Gì vậy? Mạnh. Đi cái mày. Nó kéo chừng tao. Mạnh. Mạnh ơi. Mày. Mạnh. Mạnh. Vô đây. Mạnh. Mạnh. Mày vô đây. Vô đây. Mày mở đi. Mày hiểu đó. Gì vậy? Là nó. Là nó. Là nó. Chính là nó. Ôi, nó đi rồi kìa. Ê, Mạnh, Mạnh.